Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục kỳ này có phản ánh bảo hiểm y tế cứu cánh cho những người mắc bệnh suy thận mãn tính. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 4.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 3.300 người so với tháng 12 năm 2018, đạt 102% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh do kết quả tích cực của đợt phát động thi đua chuyên đề đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã khai thác được gần 2.300 người tham gia, chiếm 67% số tăng từ đầu năm 2019 đến nay. Riêng trong tháng 5 vừa qua đã khai thác được 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi nhận lương hưu và trợ cấp xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả cho các đối tượng hàng tháng, đảm bảo đúng quy định. Hiện bình quân mỗi tháng, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho 51.000 lượt người với tổng số tiền là 177 tỷ đồng. Trước kỳ chi trả, Bưu điện tỉnh đều thông báo cụ thể thời gian và địa điểm chi trả tới người hưởng, giúp họ bố trí được thời gian thuận tiện để đi lĩnh. Đối với những điểm chi trả có đông người hưởng, bưu điện chia thời gian chi trả theo tổ. Nhân viên bưu điện đến tận nhà chi trả cho những người cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn, già yếu, đau ốm, đi lại khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 129 tỷ đồng. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội là trên 79 tỷ đồng, chiếm 61% tổng số nợ, nợ bảo hiểm y tế gần 5,9 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 2,7 tỷ đồng, số còn lại là nợ quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nợ lãi. Đáng chú ý là có nhiều đơn vị doanh nghiệp nợ kéo dài từ 2 đến 6 năm nay với số tiền lớn như Công ty Cổ phần Inox Hòa Bình trên 18,2 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Hòa Bình gần 4,3 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì Thăng Long nợ gần 2,8 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Su Phát Việt Nam gần 4,5 tỷ đồng. Việc doanh nghiệp không thực hiện đóng bảo hiểm, ngoài thất thu quỹ bảo hiểm thì người lao động phải chịu nhiều thiệt thòi, vì vậy rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Người bệnh mắc bệnh suy thận mãn phải duy trì chạy thận nhân tạo 1 tuần 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 3 đến 4 giờ. Do phải điều trị suốt đời không đi làm kiếm tiền được, nên kinh tế cũng càng ngày càng cạn kiệt. May mắn bảo hiểm y tế chính là cứu cánh cho người bệnh suy thận mãn bởi giúp họ chi trả chi phí điều trị. Bệnh nhân Hà Thị Tám, 65 tuổi, ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, là một trong những bệnh nhân đầu tiên chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. 13 năm nay, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên đối với bà Tám, tấm thẻ bảo hiểm y tế chính là cái phao giúp bà chi trả 100% viện phí và duy trì cuộc sống đến ngày hôm nay. Bây giờ chạy thận hàng tháng thanh toán trong không mất đồng nào cả. Có bảo hiểm rồi hỗ trợ cho bệnh nhân chúng tôi là được 100% này, rất cảm ơn các đoàn thể và ban ngành. Hiện tại, khoa cơ xương khớp, tiết niệu, lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đang điều trị cho 165 bệnh nhân chạy thận chu kỳ, trung bình 2 đến 3 lần một tuần, thời gian mỗi lần chạy thận từ 3 đến 4 giờ đồng hồ một bệnh nhân. Những người đã bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, tức là thận bị hỏng hoàn toàn thì phải chạy thận suốt đời. Chạy thận không chữa được bệnh thận, nhưng là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe và sự sống. Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo và giai đoạn cuối, bệnh nhân thứ nhất là chạy tuần ít nhất là 3 lần một tuần, cộng với thuốc tạo cầu nữa, đạm, sắt, cộng với thuốc huyết áp, tổng chi phí nó khoảng hơn 8 triệu. Nếu mà bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm thì rất là khó khăn. Những đối tượng này mà có cái bảo hiểm thẻ nghèo hoặc là thẻ cận nghèo thì cũng là một cái cứu cánh, giải quyết rất nhiều cho bệnh nhân về gánh nặng kinh tế. Do đặc thù căn bệnh mãn tính, phải duy trì điều trị suốt đời nên hầu hết người bệnh đều nghèo, nhiều gia đình người bệnh suy kiệt về kinh tế. Không những bản thân người bệnh mà những người thân trong gia đình cũng phải bỏ thời gian đưa đón, chăm sóc tại bệnh viện suốt thời gian dài, không còn thời gian tập trung lao động kiếm tiền. 3 tháng này là suốt ngày bồng bềnh hai vợ chồng ở đây suốt. Bây giờ thì có mỗi mình anh đi lao động thôi thì cũng phải chạy vậy để chưa chạy cho anh. Bảo hiểm ấy là cũng được hưởng 80%, thế nhưng mà cũng đỡ được một phần nào thôi. Thế còn thì chủ yếu là chi phí thuốc thang ở ngoài cũng quá nhiều.
rơi vào hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, đặc biệt đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo như suy thận mãn, mới hiểu hết giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy, mỗi người dân hãy ý thức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế, cùng chung tay sớm đạt tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.